Thưa quý vị, sáng sớm nay theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự mạnh mẽ của mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn sau những căng thẳng từ thời cựu Tổng thống Donald Trump và thảo luận nhiều vấn đề quốc tế mà hai nước cùng quan tâm. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã tại địa bàn. Hai bên cũng đã có cuộc thảo luận về cách thức mà Mỹ sẽ hỗ trợ Hàn Quốc trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đặc biệt là vaccine ngừa COVID-19 nhằm giải quyết tình trạng thiếu vaccine tại quốc gia này, cũng như sự hợp tác giữa hai bên nhằm giúp đỡ các nước còn lại trên thế giới. Vấn đề Triều Tiên cũng là một trong những chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, với kỳ vọng sẽ tạo ra được bước đột phá trong việc tái khởi động lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận một số vấn đề như biến đổi khí hậu, kinh tế, cách thức xây dựng quan hệ đối tác hữu hình về chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in và là cuộc gặp với nhà lãnh đạo nước ngoài thứ hai sau Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi ông lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 1. Điều này cho thấy rõ sự coi trọng của Mỹ đối với đồng minh Hàn Quốc, cũng như cho thấy sự nỗ lực của hai bên trong hợp tác giải quyết các thách thức hiện nay. Đặng Huyền, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ thủ đô Washington DC, Mỹ.